Ngươi là ai vậy? Thanh đao trong tay ngươi vậy mà có thể khiến ba đao trấn tiên này chịu áp chế, thật sự là bảo vật hiếm có trên đời. Xem ra tiểu tử ngươi chính là người ta muốn đợi. Cái gì? Những lời ta muốn nói sau đây ngươi có thể không tin, nhưng trước kia có một vị bá chủ cái thế từng tiên tri ngươi có thể cứu ta. Tiền bối không cần nói nữa, ta quả thiệt không tin, ta còn có việc nên cáo từ trước. Chờ đã, đạo hữu hãy dừng bước. Ta là Bát Diệu Ma Vương, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta ra ngoài, ta có thể dẫn ngươi tới các vùng đất truyền thừa ở Sắc Tiên Chi Địa, giúp ngươi lấy được truyền thừa. Đóng cửa. Đồ khốn kiếp, đợi sau khi bản vương ra ngoài, nhất định sẽ quăng ngươi cho ma tu có từ tư dây do ngươi một phen, rồi xé xác ngươi thành dạng mảnh. Ta vừa rồi hình như có người đang mắng ta. Thò đầu. Ú đù, hắn gì mà quay lại sao? Đạo hữu hiểu lầm rồi, người ta mắng là một người khác, sao có thể là ngươi chứ? Da mặt đủ dày. Tiền bối, ngươi vừa rồi nó có thể dẫn ta tới các vùng đất truyền thừa ở Sắc Tiên Chi Địa, chuyện này là thật sao? Đó là đương nhiên. Nhớ lúc đầu ta cũng là tồn tại cấp bậc bá chủ cái thế đỉnh phong, còn bước vào cảnh giới đạo cảnh tiểu thành. Nếu không phải về sau gì để bước vào đạo cảnh đại thành ngưng luyện đạo tinh, thất bại trong quá trình luyện hóa Sắc Tiên Chi Địa, dẫn tới nhục thân bị quỷ diệt, cũng không tới mức rơi vào bước đường như hiện nay. Nếu ngươi đi rồi, linh hồn của ta cũng không biết tới bao giờ mới có thể giải thoát. Luyện hóa Sắc Tiên Chi Địa, không ngờ người này trước kia lại có tu vi cao thâm như vậy, còn dám thử loại việc mà trước nay không ai làm. Tiền bối, nếu ngay cả ngươi cũng không thể thoát được cấm chế này, vậy ta sợ rằng cũng lực bất tòng tâm. Không không không, ba đạo chấn tiên này chỉ áp chế linh hồn, ngươi chỉ cần thúc giục thần lực thì có thể dễ dàng chém đứt dây xích. Nếu đã như vậy, vậy thì mời tiền bối lập lời thề tiên ma, trước thì ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Được được được, bây giờ ta lập lời thề tiên ma. Ta dùng danh nghĩa của Bát Diệu Ma Vương lập lời thề tiên ma, chỉ cần tiểu hữu cứu ra ngoài, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi tìm các truyền thừa ở Sắc Tiên Chi Địa, giúp ngươi có được truyền thừa. Huyễn hóa. Tiêu tán. Bản vương cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Tiền bối, tới lượt ngươi thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi có biết dù là bá chủ cái thế cũng không dám có thái độ đó với bản vương không? Một thiên thần cỏn con như ngươi lấy đâu ra lá gan đó vậy? Tới gần, dù muốn dạy dò ngươi một phen, nhưng nể tình ngươi thả bản vương ra ngoài nên bỏ qua. Nhưng bản vương vừa hay thiếu một cổ nhục thân nên chọn ngươi đi. Ngươi không phải đã lập lời thề tiên ma rồi sao? Tại sao vẫn có thể ra tay với ta vậy? Tiểu tử, ngươi quá vô tri rồi. Bổn vương đã không còn nhục thân, cũng không có đạo quan, linh hồn sắp bị diệt. Ở loại trạng thái này, lời thề tiên ma không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu ngươi có kiếp sau, nhất định phải nhớ rõ điểm này. Muốn đoạt xá ta sao? Không có dễ vậy đâu. Chiến thần chi hồn, đây là thứ gì? Sao lại có uy áp kinh người như vậy? Để ta xem đây rốt cuộc là thứ gì. Hối địch, ngươi vậy mà đã ngưng luyện được đạo tinh, còn bước vào cảnh giới đạo cảnh đại thành. Hơn nữa, trên xương của tên này còn phụ kiến đạo văn. Không được, buộc phải rút lui. Bối cảnh của tiểu tử này nhất định không đơn giản. Bát Diệu, lá gan của ngươi không nhỏ nha. Phi diệt nữ đế. Nếu ngươi dám động vào hắn, ta sẽ không tha cho ngươi. Tiền bối, nếu ngươi đã làm trái lời thề trước kia thì đừng trách ta không có sáo nha. Khoan đã, mọi chuyện vừa rồi là hiểu lầm, đạo hữu đừng manh động. Ta nguyện ý lập lời thề quyết hồn, lần này nhất định sẽ dẫn ngươi tới vùng đất truyền thừa. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.